thì trong tiềm thức của khách hàng Việt Nam thì Vios là một trong những cái dòng xe mà ăn sâu vào tiềm thức rồi. Nói về Vios thì người ta sẽ liên tưởng ngay đến cái dòng xe với cái mẫu mã cực kỳ sang trọng, đẳng cấp, không bao giờ mất mốt. Thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu, thứ ba là máy số để đi cực lành, không sợ bị hỏng vặt. Thì đây, hôm nay em Hương sẽ lên về một mẫu xe Vios đời 2019 với nước sơn màu trắng sứ cực đẹp luôn, trắng như ngọc trinh luôn, mà giá chào bán chỉ có 415 triệu thôi. Vios đời 2019. Thì Vios là một trong dòng xe quá là nhiều khách hàng quan tâm và tin tưởng rồi. Hôm nay thì em Hương sẽ quay chi tiết về chiếc xe Vios của em Hương đời 2019, số sàn, động cơ, trang bị là 1.5, mà giá chào bán chỉ có 415 triệu thôi. Em Hương vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho khách hàng nhà mình. Các bác nhìn này, Vios này thiết kế mới rồi, nên cụm đèn pha phía trước là đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, và ở phía dưới là có cái da, có cái khe giả gió nhé, nhìn rất là phong cách sành điệu luôn. Tất cả những đường dập nổi trên thân xe hay là những cái đường dập nổi trên mặt lắp cao thì cực kỳ sắc nét luôn. Các cái khớp lối các bác nhìn này, em Hương zoom kỹ này mà quay góc ngang cũng không hề nhìn thấy khớp lối nhé, rất là khít luôn. Với chiếc xe đời 2019 của dòng xe Toyota Vios này thì em này nó đã lên hệ thống phanh ABS chống bó cứng rồi. Xe đây nốp nắp rất là dày, xi nhan thì chỉ kết hợp ở trên hông các bác nhé, nhưng mà la răng này đa chấu cho em, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ luôn. Nước sơn màu trắng đẹp, đẹp chân kính này, gương kính thì liền đời theo xe. Toyota Vios đời 2019, số sàn máy trắng các bác nhé. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay chi tiết cho mình, táp ly táp lô này. 4 quả loa to bản, trang bị được 4 cánh cửa này, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa luôn. Kệ bước chân lên xuống này, sticker này, cảnh báo là những cái thông số của xe còn nguyên nhá. Từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề bị vặn mở đây ạ. Đây các bác nhìn này, đây là cái phần gioăng cửa này, cột kèo gioăng cửa. Các bác lại đi xem xe cứ bậy ra mà xem, nếu như mà đâm xô nhìn phát các bác sẽ phát hiện ra ngay. Còn em cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước, trực tiếp trên văn bản giấy tờ ký kết giữa hai bên. Túi khí an toàn được trang bị bên trên vô lăng này. Vô lăng thiết kế ba chấu với những cái đường giả may như thế này. Đây là nhựa cứng nhưng mà thiết kế giả may giống như đường may bằng da đấy ạ. Nhìn rất là tinh tế luôn. Vô lăng thiết kế vừa tay nhá, không bé quá đâu. Các bác nhìn này, hai cái lắm này để cầm vô lăng như thế này rất là dễ luôn, không hề bị trôi và rất là vừa tay. Cụm đồng hồ hiển thị sắc nét, đầu đài nguyên bản theo xe. Điều hòa nóng lạnh đầy đủ cho em rồi, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Còn đây là củ số phanh tay của em Vios đây, áo da này, còn củ số đây sáng choang luôn, không hề bị mờ bóng này. Phanh tay cũng vậy luôn. Thiết kế của em này thì dòng này nó sẽ khác rồi, nó không thiết kế cổng sạc ở đây nữa mà cổng sạc sẽ thiết kế ở đây nhé. Cổng sạc 12V, có kệ chống mỏi tay, chống mỏi đây ạ. Ghế da cao cấp không hề bị rách vỡ dù chỉ là một phân. Phía dưới thì những cái tiểu tiết đơn giản như cái thảm này, thảm cao su lon cực kỳ sạch sẽ luôn. Bác chủ cũ còn cẩn thận các bác nhé, đây này, táp lô đẹp căng, đây là cái bụi thôi. Bác đấy còn may thêm mua thêm một cái thảm này, vừa chống nóng này, giảm nhiệt cho em. Và cái bản này là nó nhiều túi khí an toàn các bác nhé. Không chỉ trên vô lăng này, không chỉ trên bế ghế phụ này, mà trên cả những cái thanh ngang này, có túi khí an toàn này. Bên đây cũng có túi khí an toàn cho em nha các bác nhé, có túi khí an toàn luôn. Thật sự quá đẳng cấp luôn đúng không ạ, một dòng xe Vios với nhiều túi khí an toàn. Khác những dòng xe cũ rồi. Đây sẽ là phần khoang cốp, em sẽ mở luôn vì em không cầm chìa khóa này. Em sẽ mở luôn. Đây là các bác nhìn này, với dòng xe 2019 Vios thì có cả hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em rồi. Lẹp chân kính này, kính như bác chủ cũ cũng dán hết những cái phim vừa giảm nhiệt, vừa cách ồn cũng như là vừa không thể nhìn vào bên trong nhá. Gương kính thì liền đời theo xe rồi nên các bác yên tâm, cam kết cho mình luôn, không đâm xô và không ngập nước. Ghế da cao cấp, hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi, chân là chân nỉ nguyên zin, có bọc thêm ni lông sạch sẽ và sáng này. Kệ bước chân lên xuống đây, tất cả những cái phần này là đều bằng nhựa cứng hết nhé các bác nhìn này. Nhìn thì tưởng là da nhưng mà đây là nhựa cứng hết, thiết kế cực kỳ sang trọng, dễ vệ sinh, không lo bị lổ da hay là rách da theo 5 tháng thời gian mà mình sử dụng nhé. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh đây, khi các bác mà đang tập trung lái xe thì các bác móc vào, con nhà mình sẽ không tự ý mở cửa được đâu ạ. Móc khóa sáng choang này, từng con ốc nhỏ bé em cũng quay chi tiết cho mình, gioăng cửa cột kèo không hề bị biến dạng. Đây ạ. Ngoại hình của xe Vios đây các bác nhé, em này thì vừa em đã mở luôn khoang cốp rồi để tiện cho quay thì em cũng quay luôn. Các bác có thể mở khóa khiển, cũng có thể mở luôn cái phần dập kia. Đây em đã mở rồi. Dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn, la răng đa chấu cho em, lốp láp dày dặn. 2019 thì nói không với mục mọt rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm này. Cụm đèn pha phía sau thiết kế to bản, ăn hơi sâu một chút vào khoang lắp cốp nha các bác này. Đây, đây là phần khoang cốp này, đây cụm đèn pha này. À, cụm đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản và ăn hơi sâu một chút vào khoang lắp cốp.
Với bản sedan hai đầu như thế này thì khoang hành lý thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Không chỉ những rạch sạch sẽ mà còn gọn gàng đây, lốp sơ cua đây còn rất là đẹp luôn, mới choang luôn. Máng nước hai bên cũng không hề bị đâm xô hay biến dạng. Các bác nhìn kỹ là đi xem xe này, keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp luôn. Các cái lốt cắt đôi cao su thụt là cho em này, giảm sóc cho em đây, giảm tiếng ồn, giảm nhiệt cho em, còn nguyên nhá cái lỉ cao su hai bên đây ạ. Đây các bác nhìn này, máng nước hai bên. Toyota Vios đời 2019 415 triệu bao rút hộ sơ, thương lượng lộc lá thêm cho khách hàng nhà mình. Đèn gầm phía sau các bác nhìn này, form dáng Vios đời mới nó khác hoàn toàn so với đời cũ rồi. Cải tiến công nghệ hơn rất là nhiều. Một dàn lốp mới cực kỳ dày dặn luôn. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ luôn các bác nhé. Gương kính thì liền đời theo xe, không đâm xô và không ngập nước. Những bác nào quan tâm, nhấc máy trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn, cũng như để cho mình một cái giá cực yêu luôn. Đây, các bác nhìn này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh nhé, keo chỉ zin cánh cửa đây. Quay chi tiết luôn. Thật sự nếu mà như quay video nhá, khi mà live stream thì em chỉ nói qua được về giá này, nói qua được một chút về đời mà một chút bên ngoài nội thất và ngoại thất thôi. Nhưng khi em review xe chi tiết như thế này thì em sẽ quay chi tiết từng con ốc cho mình luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Xi nhan kết hợp chân hông rồi, gương kính thì auto tự động. Đây, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 4 2023. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em đây ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe Vios đời 2019 số sàn, động cơ trang bị là 1.5, giá chào bán 415 triệu. Em đã quay hết về ngoại thất và nội thất rồi. Bây giờ thì em sẽ quay luôn về khoang động cơ máy móc, một trong những cái bộ phận quan trọng nhất, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Vios đời 2019 số sàn bản E xịn đây các bác này. Máng nước hai bên em quay chi tiết cho mình. Đây các bác này, bấm đinh tán đây nhá, còn nguyên zin luôn. Đời 2019 này, máy móc là máy móc zin, bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất đây. Máng nước hai bên hay từ những cái thanh ngang này các bác nhìn này, ốc này chưa hề bị vặn mở luôn. Máng nước hai bên thì cực kỳ sạch sẽ luôn rồi. Quay lên đây các bác nhìn nhá, keo chỉ zin toàn bộ lắp capo, các cái lốt cắt này, các cái thông số của xe. Từng con ốc bên nắp capo cũng không hề bị vặn mở này, thảm chống nóng giảm nhiệt còn nguyên cho em Hương ạ. Còn chần chờ gì khi một chiếc xe Vios đời 2019 đời cao chót vót như thế này đang được chào bán cắt xả lỗ trực tiếp cho em. Không phải vì xe lỗi, không phải là vì xe làm sao, mà đơn giản là em muốn để khách hàng nhà mình một cái giá cực kỳ yêu thương trong cái tháng này. Nên bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại để em Hương tư vấn hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790 để được mua xe với giá tốt nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Vios đời 2019 số sàn, giá chào bán 415 triệu. Giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ, vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Còn bây giờ thì em xin phép được chào khách hàng để gửi lời chúc khách hàng nhà mình. Thì bác nào quan tâm cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo, cũng như những buổi báo giá trực tiếp 11:30 các ngày trong tuần. Đừng quên buổi báo giá trực tiếp của em Hương vào 11:30. Em sẽ báo giá cắt xả lỗ nhiều đầu xe. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.